Xin chào anh em. Một mẫu Zoro rất là đẹp. Hiện tại thì shop Ame thì lượng khách hàng đã vượt qua biên giới Việt Nam và hướng đến quốc tế rồi. Một số bác ở Campuchia, Lào và Thái Lan nữa đã rất là kết cái sản phẩm Zoro 531 này và phải liên hệ đặt hàng bằng được. Thực ra thì shop cũng có giao hàng quốc tế nhưng phí giao hàng nó hơi cao một chút nên là bác nào mà có anh em ở Việt Nam thì các bác cứ order đặt hàng nhờ người thân nhận luôn thì sẽ tiện hơn. Đấy, đây là bộ sản phẩm gồm hộp đựng hai lớp rất là sang trọng các bác nhé. Lớp bên trong được làm giả da rất là sang trọng. Các bác có thể làm quà tặng luôn, rất là đẹp và giá rất là bình dân, rất là ok luôn. Đây là bộ sản phẩm của mình bao gồm một chiếc bật lửa, một chiếc túi đựng và bộ thẻ chính hãng của Zoro. Đấy. Đây là một chiếc túi đựng bằng nhung anh em nhé. Khi nào mà mình đi đâu xa hoặc là mình sử dụng ấy để hạn chế bụi và bám vào, hạn chế nước bẩn hay tác động của môi trường thì anh em đựng vào cái túi này rất là sang trọng và rất là đẹp, mà cầm đi theo nó cũng thoải mái hơn. Đấy. Còn đây là chiếc bật lửa Zoro 531, một chiếc bằng đồng rất là đẹp. Đấy, họa tiết hoa văn tân cổ điển rất là sáng, rất là sang các bác nhá. Bắt sáng rất là đẹp luôn. Đấy. Đây. Đây là một chiếc bật lửa sử dụng xăng đá chung phụ kiện với Zippo. Các bác có thể dùng chung nhá. Đấy, bấc. Đây. Cái khác biệt với Zippo đó là cái chặn xăng này được làm bằng một lá đồng chứ không phải là một miếng bông cứng như ở bên Zippo. Thế nên là rất là đảm bảo cho các bác giữ xăng lâu nhé. Thay đá thì các bác vặn con ốc này ra rồi để thay đá. Đấy. Chất liệu là bằng đồng nhá. Rất là kín và rất là chắc chắn luôn. Đấy. Cầm rất là thích tay, rất là đầm tay, rất là vừa. Nếu như mà các bác nào mà chưa an tâm về cái chất lượng sản phẩm của shop bán ra thì các bác có thể truy cập vào Facebook Ambe gạch nối bật lửa đẹp ở trên Facebook nhé. Thì ở trên này có tất cả thông tin phản hồi của khách hàng đã mua hàng của Ambe Shop, phản hồi chân thực anh em nhé, không có dàn dựng hay là gì đâu ạ. Ở bên shop Ambe thì chuyên sưu tầm những cái mẫu bật lửa độc lạ nên là anh em nào thích đồ độc lạ thì anh em có thể liên hệ cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Anh em nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này. Ambe shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho anh em trên toàn quốc hoặc anh em có thể truy cập website ambe.vn nhé. Đặt hàng luôn ở trên website ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều.